Chào mọi người Hôm nay thì mình có một clip ở Rain Tướng Để của mọi người nhé Thì mọi người cùng xem Đây là một trận đấu giải Giữa mình và một tài khoản À nhầm giữa anh mình Một tài khoản 56 Bên kia không biết là Công toàn hay là chủ ạc chơi nữa Cái đấy thì mình cũng không nắm rõ nhưng mà với việc là một tài khoản 24 Và win một tài khoản 26 là một điều không hề dễ dàng. Đầu trận đấu thì là anh mình ra đánh khá là ổn với hai nhà lính. Và giải này thì có biển Vì vậy là đỏ sẽ có lợi thế hơn một chút so với xanh. Và giải này thiên về quán map nhiều hơn chứ không thể đánh uh, thủ dâm hoặc là chỉ ở nhà và ra quân được phải uh, khiến người ta đi ra uh, ngoài cho quân điều quân đi quản map chiếm lấy các cái lợi thế là những cái cờ này lợi thế lúc đầu của nó thì sẽ không quá nhiều nhất là tẩm đánh tướng thì uh, những cái quân lúc đầu mà những cái nhà này cho thì sẽ không mang lại những cái um, sự tranh này qua đáng kể tuy nhiên uh, khi càng về sau thì là các cái cờ cho cái lực lượng quân của mình cũng như là quân của đồng minh sẽ càng mạnh mẽ thì đến lúc đấy sẽ rất là khó khăn cho nhà nào mà chiếm được ít cờ trận này thì cũng vừa mới diễn ra gần đây thôi vừa xong rất là nóng hổi và mình vào quay để gửi mọi người luôn ở bên mình thì anh mình đã ra được tàu rồi ngoài lề một chút thì là nhiều bạn uh, có thể là cũng đã có thắc mắc và cũng đã có người hỏi mình là tại sao là toàn mình, anh mình chơi thì là mình cũng đã nói rồi mình chơi đánh tướng uh, không được tốt lắm vì vậy là mình uh, toàn để anh mình chơi là chính và mình uh, vào xem clip đó hay thì mình gửi mọi người thôi chứ cũng uh, không nhất thiết là phải mình chơi đúng không mọi người uh, xem cũng chỉ là để xem những cái trận đấu nó hay hấp dẫn Chứ còn người chơi nó chỉ là một phần thôi thì uh, tiếp tục trở lại với trận đấu này hộp trên biển anh mình nhặt được khá là nhiều còn uh, bên kia thì nhặt hình như một đến hai hộp thôi cái điều này điều hiển nhiên vì uh, tốc độ của đỏ rất là nhanh ở một pha trinh sát được nhà thì mà thấy bên đây cũng đang lên trung tâm chì cấp 3 thì phải và hiện tại số cờ trên bản đồ anh mình uh, chiếm được khá là nhiều đây là một cái cờ theo như mình thấy là phế nhất trong các cái loại cờ ở à, đâu, mình nhầm rồi à? Mình tưởng đây là cờ tài nguyên nhỉ? Đây là cờ ra quân Cờ này thì cờ rất là ngon Về sau thì nó sẽ cho ra hạng nặng Như là giang Đấy, một cái lượng quân nó ra sẽ tăng dần lên về sức mạnh lúc đầu nó sẽ là xe một dần đến ama sau đó sẽ là giang cua nhà này vậy Độ đầu sẽ là xe phòng không một Sau đó thì nó sẽ ra các cái loại xe chuyên dụng và có thể có cả khói khi mà thời gian trận đấu kéo càng lâu càng dài, chất lượng của nó sẽ càng được nâng cao. Còn lại như vậy, vâng map này mình thấy thực sự là ba cờ để chiếm giữ quá ngon. Đấy, cờ này thì không ngon lắm khi mà ra lính lính ở đánh tướng thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả nhưng mà các loại hạng nặng thì là nó thực sự giải quyết được rất là nhiều vấn đề ấy. đặc biệt là có cái xưởng xe chuyên dụng ra được khói đối với bên đỏ và đối với bên xanh nó ra được xeo thì cực kỳ là khỏe luôn này thì anh mình đã có một cái máy bay và cũng đang ra trung tâm chỉ huy à nhầm ra xưởng xe chuyên dụng rồi giải này thì ở các nick thấp mình cũng có đi 18 tuy nhiên không có trận nào hấp dẫn cả. có một trận vì vậy là mình cũng không có clip để gửi mọi người Ở cái giải đấu lần này Thì hôm nay thì anh mình đánh tài khoản 24 gặp trận đấu này à, Hạ thành công một tài khoản 26 thì mình nghĩ là Có vẻ là sẽ có điều hấp dẫn và mình gửi đến mọi người luôn lúc này thì bên địch cũng đã có máy bay rồi Tuy nhiên là các bạn có thể thấy đấy Có hai cái xe phòng không free ở đây và bên xanh muốn tranh chấp thì phải có T21 hoặc là rớt là cái điều chắc chắn nhất để có thể tranh chấp được Thế tuy nhiên là bên mình anh mình đã kéo thêm AMA sản xuất được ở trên kia xuống và những cái lợi thế này thì rất khó nó mất đi bên mình ra cả máy bay để quán map vì là các cái cờ nó cho ra mình quân uh, bộ rồi là quân uh, Hạng nặng cũng như là các cái loại khi tài mặt đất sẵn mà. Mình không cần phải vội Mình cứ ra máy bay để quán map cái Và tất nhiên là Kể cả những cái trận đấu mà không có quân Thì mình vẫn phải ra máy bay Vì là đây là một cái điều tất yếu Trong cái việc quán map cờ Mình địch thì cũng đã có máy bay Quân đảo cũng như là có rớt ra rồi để thì đi chiếm cờ mình ở đây thì lại ra lính khá là nhiều toàn những cái con mà khả năng sát thương của nó là rất là ít khi mà tầm này những cái hạng nặng như là Zerg và toren giáp cực kỳ là châu rồi không bắt đầu uh, chiếm cái cờ này của quân địch bên địch sẽ dùng máy bay để uh, chiếm để tấn công mình mà bên mình thì vẫn uh, có thể uh, chiếm lại cờ tuy nhiên là có thể sẽ bị quân địch lấy ngay sau đây thôi khi mà không có được lượng quân phòng thủ quân địch đưa xe phòng không đến thì là máy bay của mình muốn tiêu diệt cũng khá là khó khăn à, đã tiêu diệt được rồi khi mà quân địch chỉ có hai xe phòng không thôi đáng nghĩa là khi mà chiếm lại cờ thì quân địch nên cho máy bay trinh uh, sát Ở khu vực cờ này khi mà mình điều máy bay đến thì là có thể tấn công được luôn đây thì quân địch có công lại này, bằng số lượng máy bay này. 4 con à. Có phải không vậy? Hình như là nên trung tâm chỉ có 4 rồi thì phải. Mình thấy số lượng máy bay này khá là nhiều nha, hình như là 5 con gì đó. Không biết có phải không. Ở đây thì quân địch đã đưa rớt ra chiếm lại cờ. Tuy nhiên là vấp phải sự phản kháng rất là mạnh mẽ đến từ quân của mình cũng như là nó có vài quả mìn đặt đây khiến nó bị uh, gây khá là nhiều sát thương. trở về nhà mình một chút thì lúc này anh mình đã nên gần xong thôi chỉ cấp 4 rồi và xây thêm một cái xưởng xe chuyên dụng để một cái nhà có thể ra khói còn một nhà có thể ra xe bằng không đây thì được lượng lính rất là đông luôn bọn này nó không có quá nhiều tác dụng mang cho nó đi uh, gọi là thiêu hủy thôi cũng được lúc này ở đây thì là quân địch dùng máy bay quần đảo khá là nhiều và rớt đã được đưa ra đây để cố gắng chiếm lại cờ này lợi thế bên mình lúc đầu có đang mất dần 26 không thể đùa được khi mà nó khi đấy là một tài khoản mắc và điểm kỹ năng cũng cực kỳ là cao luôn mình nghĩ là bên đây cũng phải tầm 15 14 15 là ít vì chủ tài khoản đầu tư cũng khá là nhiều trở về nhà mình lúc này anh mình đang lên xuống xe chuyên dụng cấp 3 và tiếp tục ra xe phòng không còn ở vị trí bên đây thì là vâng, những con lính thì nó cũng đã phát huy được một chút tác dụng khi mà nó đã phá hủy được một số đơn vị của quân địch khi có ý định chiếm lại cái cờ này Bên đây thì quân địch cũng đưa lính ra đây để chiếm lại cờ và cái, cái những quân lính này thì cũng đã bị phải sự phản kháng đến từ các cái đơn vị lính cũng như là các cái xe của mình tuy nhiên là tài khoản kia là tài khoản mắc 26 mắc full luôn đấy vậy là những quân lính này là cũng là mắc nó còn mạnh hơn cả những lính của mình vì là lính của mình chỉ mới mắc khoảng 23-24 thôi vậy là nó chưa thực sự là quá mạnh tuy nhiên là quân mình đã điều ra đây rồi và tiếp tục là có máy bay quần đảo bên trên nữa ở vị trí này thì quân địch cũng đang đưa rớt ra chiếm lại vâng. các bạn có thể thấy là quân lính tỉa kia bắn vào cái xe phòng không gần như là nó không mất máu mấy mình lực lượng quân có vẻ khá là hùng hậu Đặc biệt là các cái loại cơ giới như là rớt Hay là, như là giang cua Đã ra được khá khá rồi Chỉ đợi khói nữa thôi Và một con khói đầu tiên xuất xưởng Và mình nghĩ là anh mình nên xây một cái xưởng máy bay nữa thì Xưởng sân bay nữa thì đẹp hơn Khi mà tám máy bay thì có thể phục vụ cho việc phòng thủ các cái cờ và tấn công tốt hơn cái cờ là khi mà mình uh, mất rồi xong mình chiếm lại thì nó bị lại bị reset lại từ đầu theo như mình thấy là như vậy kiểu như là khi mà bị mất cờ đấy thì là cái này nó sẽ cho lại xe từ cấp 1 chứ không phải là ra xe từ cái uh, tính theo thời gian nữa ở bên đây thì cái xưởng sử dụng này đã cho mình được con khói đầu tiên đây là một cái mà mình đã nói từ đầu lúc này thì bên mình đã điều lực lượng khói lên đây giang cua để chiếm lại cờ này bên địch thì chỉ có hệ thống máy bay cộng với rớt thôi chưa thấy có to đen nên là việc phòng thủ khói này mà rớt mà không có xeo thì cực kỳ là khó khăn và như mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều thì uh, 26 là rớt đã mắc nó hơn uh, con giang World của mình những bốn vạch nâng cấp thì uh, sức mạnh của nó khác biệt rất là nhiều luôn Và hôm nào đó thì mình sẽ gửi đến mọi người một cái clip mà tranh nhau vài cái nâng cấp của giang World hoặc là một số loại quân nào đó thì mọi người thấy là nó sẽ khác biệt lớn như thế nào đầu tấn công ở đây khi một quân địch có xeo nhưng mà số lượng rớt thòng thủ là rất là ít và lực lượng máy bay chỉ là máy bay uh, tiêm kích thôi không phải máy này ném bom và quân địch đã phải lùa xeo vào để giúp máy bay có thể xoay được khói của mình đây vẫn là trung tâm chỉ cấp 3 À, cấp 4 rồi Có xeo thì chắc chắn cấp 4 rồi Mình hơi nhầm một chút Anh mình đã phải lùi một tơn khi mà con xe này khá là trâu. Lúc này chỉ còn cái giai đoạn kết thúc trận đấu thôi. Khi mà quân địch đã không còn khả năng phòng thủ nữa rồi. trận này à, bên kia thoạt khá là nhiều về cờ vì vậy là mọi người chơi giải này đặc biệt phải chiếm cờ nhé Ồ, trận đấu đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.